chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, học sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tựu trường năm học mới 2018-2019 được hơn một tháng và ngày lễ khai giảng năm học mới cũng đã qua. Tuy nhiên thì nhiều trẻ em trong độ tuổi mầm non của tỉnh Tây Ninh vẫn chưa thể đến lớp mặc dù là các thủ tục hồ sơ nhập học đã được các bậc phụ huynh thực hiện xong. Nguyên nhân là thiếu giáo viên. Trong những năm qua, Tây Ninh đã dành nhiều kinh phí để đầu tư phát triển giáo dục. Hiện nay, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, nhưng hệ thống trường lớp mầm non vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Một số khu công nghiệp, một số địa phương vùng sâu, vùng xa biên giới vẫn thiếu trường lớp, chưa đáp ứng được nhu cầu gửi con của công nhân, của người lao động. Không chỉ thiếu trường lớp, hiện nay nhiều trường còn phải giảm quy mô tuyển sinh vì thiếu giáo viên. Năm học 2018-2019, trường mầm non 20 tháng 11, huyện Dương Minh Châu có trên 320 học sinh theo học tại 11 lớp từ độ tuổi nhà trẻ đến mẫu giáo. Trường có 21 giáo viên tham gia giảng dạy. So với năm học 2017-2018, số lớp học của trường đã giảm đi 2 lớp do trường không đủ giáo viên để đứng lớp giảng dạy. Về tình hình đội ngũ thì hiện tại là nhà trường có 2 phó hiệu trưởng, trong đó phó hiệu trưởng chuyên môn là kiêm quản lý chung, phụ trách chung. Đó, mà hiện tại là đang học lớp trung cấp chính trị, trường khuyết một hiệu trưởng, đó là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai nữa là về giáo viên. Giáo viên thì hiện tại nhà trường theo cái số lượng lớp mà nhà trường chưa sinh trong năm học 2018-2019 là 11 lớp thì nhà trường thiếu một giáo viên. Và nếu mà so với nhu cầu của phụ huynh thì nhà trường thiếu 3 giáo viên. Tại hiện nay là còn một lớp 4 tuổi đang có nhu cầu ra lớp, nhưng nhà trường hiện là chưa có giáo viên, đang chờ sự phân bổ của phòng. Thì khi nào có giáo viên thì nhà trường sẽ tiếp tục tuyển sinh các em ra lớp. Ban giám hiệu trường mầm non 20 tháng 11 cho biết, trên địa bàn trường quản lý hiện vẫn còn khoảng 70 học sinh có nhu cầu đến trường học tập nhưng chưa được đến lớp. Hiện nay, trường chỉ lấy thông tin về nhu cầu học tập của các cháu, lấy thông tin của phụ huynh, rồi phải hẹn phụ huynh đến khi tuyển được giáo viên mới tiếp tục chiêu sinh. Năm học 2017-2018, trường mầm non Phước Minh, huyện Dương Minh Châu có 10 lớp. Nhưng bước sang năm học 2018-2019 này, trường thu hẹp số lượng lớp xuống còn 8 lớp. Nguyên nhân là do hiện nay trường chỉ có 15 giáo viên nên tuyển có 8 lớp. Theo thống kê, trên địa bàn trường quản lý, hiện vẫn còn gần 100 em học sinh có nhu cầu ra lớp nhưng không có chỗ để học, khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Năm nay cái công tác tuyển sinh là so với năm trước là giảm mất 2 lớp là do là thiếu giáo viên, mà cấp lãnh đạo chỉ đạo xuống là chỉ là thu theo thực tế là có bao nhiêu giáo viên thì mình sẽ mở bấy nhiêu lớp. Nên nhà trường có 15 giáo viên thì mở 8 lớp. Còn phụ huynh thì là mình giảm mất 2 lớp nên phụ huynh rất là bức xúc, tức là ta đến ta gửi con em mà không được nhận, không có ai trông con đi làm. Nhiều khi cũng ý là cứ còn nhiều người còn hù dọa, còn đòi kiện ban giám hiệu đó, bảo sao mà ý không lên trên lãnh đạo để xin giáo viên về cho chúng tôi gửi con em đi làm. Theo số liệu thống kê, năm học 2018-2019 này, huyện Dương Minh Châu có trên 2.000 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo. Theo quy định, các trường ưu tiên tuyển 100% học sinh 5 tuổi ra lớp, sau đó mới xét đến các độ tuổi khác, nên nhiều trẻ dưới 5 tuổi muốn đi học nhưng không có điều kiện ra lớp. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo sẽ được bố trí tối đa 2,5 giáo viên trên một nhóm trẻ. Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi mỗi ngày được bố trí tối đa 2,2 giáo viên trên lớp. Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi trên ngày được bố trí tối đa 1,2 giáo viên trên lớp. Nếu thực hiện quy định này thì huyện Dương Minh Châu còn thiếu khoảng 70 giáo viên bậc mầm non. Còn nếu thực hiện theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo về tỷ lệ giáo viên trên một lớp học, thì trong năm học này, huyện Dương Minh Châu thiếu 50 giáo viên mầm non. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, trong năm học mới này, ngành giáo dục huyện Dương Minh Châu cũng đã ưu tiên hầu hết biên chế của ngành cho bậc học mầm non. Tuy nhiên, lượng giáo viên vẫn thiếu rất nhiều. Do đó, hiện nay, ngành cũng đang chờ chủ trương của ngành cấp trên để sớm tuyển dụng giáo viên hợp đồng nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học bậc mầm non. Tình trạng thiếu giáo viên mầm non hiện nay đang là tình trạng chung diễn ra ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh.
chứ không riêng ở huyện Dương Minh Châu. Về cái nguồn đội ngũ giáo viên thì hiện nay nó đang là một vấn đề khó khăn, cái bất cập của ngành giáo dục Tân Châu, không riêng ngành giáo dục Châu mà của cả tỉnh mà hầu như cũng là cả nước. Hiện nay thì ngành giáo dục Tân Châu thiếu khoảng là hơn 200 giáo viên, trong đó mầm non là thiếu 84, tiểu học là thiếu 90, trung học cơ sở là thiếu 30. Nhưng mà hiện nay thì là khi làm cái tờ trình về sở nội vụ, hiện nay thì cái biên chế mà phòng ngành giáo dục đào tạo Tân Châu chưa sử dụng là khoảng 47, gần 50 biên chế là chưa sử dụng. Thì trong đó sở nội vụ chỉ phê duyệt cho tuyển là giáo 11 giáo viên mầm non thôi. Trong khi đó thì thiếu, hiện nay là thiếu giáo viên mầm non là 84. Giáo viên tiểu học là thiếu 90 nhưng mà không cho tuyển thêm. Ngoài ra thì hiện nay là trong cái kế hoạch mà đang xây mới các cái lớp mà phòng học mầm non mẫu giáo cho các cái vùng xã khó khăn nông thôn á, thì hiện nay đang xây 52 phòng. Nếu 52 phòng này mà xây hoàn chỉnh xong thì cần phải ít nhất là 52 giáo viên nữa. Vậy thì thiếu giáo viên mầm non khoảng hơn 100. Hiện nay thì sở nội vụ chỉ phê duyệt cho là tuyển 11 giáo viên mầm non thôi. Thì vừa rồi trong cái phiên họp ngày 3 tháng 8 vừa rồi thì sở nội vụ có mời các phòng giáo dục về, rồi phòng nội vụ các huyện về thì để cho cái chủ trương là hợp đồng giáo viên mầm non. Thì hiện nay là phòng giáo dục đang làm cái tờ trình xin hợp đồng 80 giáo viên mầm non nữa. Nhưng mà cái này thì phải chờ ý kiến của ủy ban tỉnh rồi phải thông qua thường vụ tỉnh ủy nữa. Thì đây cũng là một vấn đề rất là khó khăn trong cái năm học mới này giáo viên mầm non. Những năm gần đây, số trẻ mầm non đến tuổi ra lớp liên tục tăng, nhất là ở vùng ven các khu cụm công nghiệp, trung tâm huyện, thành phố, do lượng người đổ về sinh sống và làm việc nhiều lên. Số lượng trẻ tăng, kéo theo việc gia tăng lớp học, nhu cầu bổ sung giáo viên cũng theo đó tăng lên. Chính vì vậy, việc thiếu giáo viên mầm non đã tồn tại nhiều năm nay, ngày càng bức thiết hơn. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo, toàn tỉnh có 138 trường mầm non, trên 1.200 nhóm lớp trẻ với gần 34.000 học sinh. Theo quy định của thông tư 06, thì Tây Ninh vẫn còn thiếu trên 600 giáo viên mầm non. Thực trạng này đang diễn ra tại chính quyền thành phố của tỉnh, gây nhiều khó khăn và bất cập cho công tác phổ cập giáo dục mầm non. Đối với giáo viên mầm non thì cũng đang còn thiếu rất nhiều. Trong cái thiếu này thì cái nguồn biên chế còn được tuyển là 237 biên chế. Và còn lại thì 375 biên chế là không có nguồn biên chế. Như vậy thì ngành cũng đã chỉ đạo cho các huyện, thứ nhất là xây dựng nhanh chóng kế hoạch tuyển biên chế để trình sở nội vụ để tổ chức tuyển cái số mà còn để tuyển. Còn cái nguồn còn lại mà không có chỉ tiêu biên chế thì trong cái tỷ lệ 2 giáo viên trên lớp thì trước mắt bố trí 1 giáo viên là người có biên chế và 1 giáo viên sẽ thực hiện theo cái hợp đồng mùa vụ để đảm bảo an toàn cho trẻ. Bên cạnh đó thì các đơn vị cũng phải xây dựng một cái kế hoạch để mà đẩy mạnh cái công tác xã hội hóa. Trong đó thì ưu tiên để mà kêu gọi tổ chức các cái trường ngoài công lập. Thông tư 48 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, giáo viên mầm non chỉ dạy trực tiếp trên lớp 6 tiếng, 2 tiếng làm những nhiệm vụ khác do đồng chí hiệu trưởng phân công như chuẩn bị giáo án, làm đồ dùng học tập, vân vân. Trên thực tế, tại hầu hết các trường mầm non ở Tây Ninh, thời gian làm việc của cô giáo mầm non trung bình kéo dài 10 tiếng, bắt đầu từ lúc 7 giờ và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút. Phần lớn giáo viên không còn thời gian để nâng cao chuyên môn, còn thời gian để làm đồ dùng dạy học thì phải làm ngoài giờ dạy. Vì thiếu giáo viên nên có những địa phương phải từ chối không nhận trẻ vào lớp do quá tải, phải ghép lớp, không tổ chức được bán trú cho các cháu như quy định. Nhiều cô giáo phải tăng tiết để đảm bảo hoạt động dạy và học, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, chất lượng giảng dạy. Để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở mầm non công lập, đảm bảo chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đang đẩy mạnh triển khai thực hiện đúng tiến độ các đề án hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại vùng nông thôn khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020. Đề án hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020. Cùng với đó, các địa phương cũng đang nỗ lực xét tuyển các hợp đồng lao động trong chỉ tiêu đã giao, trình tỉnh phê duyệt để đảm bảo đủ nhân lực cho các trường mầm non trên địa bàn. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, tình trạng thiếu giáo viên mầm non sớm được khắc phục nhằm giảm áp lực cho giáo viên, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ ra lớp.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục giáo dục và đào tạo kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây đã hết. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 17 giờ Chủ nhật tuần sau 23 tháng 9. Xin kính chào tạm biệt.